Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng 1 năm 2023 ạ. Thì những cái phiên bán hàng cuối năm này thì hiện tại bên em đang có rất là nhiều những cái dòng hàng mẫu lan hoa Tết để cô chú anh chị về có thể thưởng thức hoa ngay từ bây giờ cho đến hết Tết luôn cô chú anh chị nhé. Mà với cái giá cực kỳ là rẻ luôn, chắc chắn một điều rằng cô chú anh chị mua ở bên em thì so với cả cái hàng mà cô chú anh chị mua trực tiếp bên ngoài chắc chắn là nó chỉ bằng một nửa cái giá cô chú anh chị mua bên ngoài thôi. Và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần mà có thể cho những cái giỏ hoa xuân, hoa hoa Tết rất là đẹp luôn ạ, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hoàng thảo vôi. Nói chung là cái dòng hoàng thảo vôi thì nếu như là so trong tất cả những cái dòng lan rừng, có thể nói rằng một dòng lan là thơm nhất, chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Thơm nhất trong tất cả những cái dòng lan rừng, chỉ đứng sau trầm tím thôi. Và cái dòng lan hoàng thảo vôi này em đang bán với giá chỉ 170.000 trong kg thôi. Đó, với cái sắc hoa tím hồng rất là xinh đẹp và cực kỳ là thơm nhé. Thời điểm bây giờ là những cái thời điểm rất là tuyệt vời trong năm luôn. Mầm gốc đang chuẩn bị lên và những cái mắt nụ cũng đang chuẩn bị là đến mùa mắt nụ, mùa nụ thôi. Cô chú anh chị chuẩn bị đến mùa nụ thôi. Nên là cô chú anh chị chơi hoa trọn vẹn cũng như là một cái thời điểm mà cô chú anh chị có thể chăm được những cái mầm gốc khi mà nó mới bắt đầu nhú ra đấy ạ. Giá 170 và em bán ngay từ 0,3 kg của chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những cây lan phượng vĩ, một cái dòng lan mà với sắc hoa đỏ rực rỡ, cần hoa vươn cao cả mét và phân nhánh chi chít, phải nói là cực kỳ là xuất sắc khi cô chú anh chị sở hữu một cái giỏ lan phượng vĩ thì đến mùa hoa sẽ là một góc trời đỏ, một hoa mùa hoa một góc trời đỏ rực rỡ với sắc hoa phượng vĩ tuyệt vời ạ. Em đang để giá 90.000 cho 1 kg và em cái dòng phượng vĩ này thì dễ thuần dễ chăm vô cùng luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị có thể trồng trụ này, ghép chậu hay là trồng cây đều trồng vào cây xung quanh nhà đều được. Với giá tiền chỉ có 90.000 trong 1 kg thôi ạ. Và tăng sang bên này đây sẽ là cái dòng giáng hương tam bảo sắc, một cái dòng hàng quốc dân mà em nghĩ rằng bất cứ một anh chị chơi lan nào cũng không thể thiếu. Và dòng tam bảo sắc này thì mùa hanh khô nên là cây có phần tóc nước, nhưng mà lại là cái mùa rất là đẹp. Sau Tết thì cây tam bảo sắc này gần như là không có hàng luôn, khan hàng luôn cô chú anh chị ạ. Đến lúc đấy thì cái mùa chuẩn bị nhú nụ nhưng mà hàng thì lại rất là khan, cô chú anh chị mình có thể lấy ngay từ bây giờ để được những cái cây tam bảo sắc mà đến mùa hoa xuân mình có thể thưởng thức hoa trọn vẹn luôn. Và ở đây em đang để giá 140.000 trong 1 kg, hoặc cô chú anh chị mua theo phần này. Ở đây cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em, đây là phần số 3. Em gọi là cái phần số 3. Phần này cô chú anh chị làm được một giò lan đẹp rồi đúng không ạ? Với số tiền chỉ có 40.000 thôi ạ. Và phần bên này sẽ là cái phần số 1 này cô chú anh chị này. Đó, phần số 1 cũng rất là đẹp. Đó, phải rơi vào cả chục cây, hơn chục cây. Về ghép trụ cũng được một trụ luôn. Cái chỗ này em bán với giá là 45.000. Đó, hoặc cô chú anh chị mua hàng cân cũng được nhé, 140.000 trong 1 kg. Thì em cũng có cả hàng kg ở đây. Và bên này đây sẽ là những cái lô sơn thủy tiên với những giả hành tròn vo rất là xinh đẹp. Dạ. Cái giả hành tròn vo và lá xanh mướt căng đẹp như thế này. Thì cái dòng sơn thủy tiên này em đang bán với giá là 170.000 trong 1 kg, hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo phần ở đây cho em. Thì ở đây em đang có hai phần đây cô chú anh chị này, mỗi một phần này cô chú anh chị làm được một chậu hoặc là hai chậu sum suê luôn. Thì mỗi một phần như vậy em đang để giá là 80.000, phần này gọi là phần số 1 và phần bên này gọi là phần số 2 ạ. Và sang bên này đây giáng hương đuôi chồn nhé cô chú anh chị nhá. Mùa này thì nói chung là những dòng giáng hương thì cây rất là top nước luôn. Nhưng mà cây thì cây đuôi chồn mùa này nhìn top nước xấu như vậy thôi, nhưng mà cây đã bắt đầu sưng nụ rồi. Đấy, một dạo nữa thôi mà cái nụ của nó trồi dài dài ra thì vận chuyển đóng gói nó sẽ bị gãy hỏng nụ ấy. Nên là cô chú anh chị mình mà muốn được thưởng thức hoa trọn vẹn thì lấy cây chồn thời điểm bây giờ là tuyệt vời nhất đấy ạ. Ở đây thì em đang có 3 cái phần chồn. Phần này em gọi là phần số 1 đây cô chú anh chị. Cả một phần rất là nhiều như này. Số tiền là 65.000 nhá. Phần số 2 cũng với số tiền 65.000 và phần số 3. Phần số 3 với số tiền em bán chỉ có 50.000 thôi này cô chú anh chị này.
Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đấy ạ. Hàng này thì em bán với giá 290.000 trong 1 kg. Thực sự thì giá kiểu tím chưa bao giờ rẻ dưới 300.000 đâu cô chú anh chị ạ. Và em cũng nghĩ rằng là chỉ có duy nhất một cái lô này thôi là cái giá đạt đến 290 thôi. Chứ còn hàng sau nữa chắc là sẽ không bao giờ có giá 290 đâu ạ. Em bán 290 1 kg hoặc cô chú anh chị mua theo lô ở đây cho em. Ở đây em còn duy nhất hai lô thôi. Hình này gọi là hình số 1 này, một cái lô như vậy. Về làm một cái giò rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? 130.000. Hình số 2 này với số tiền chỉ có 120.000 thôi. Một lô xanh mướt như vậy. Và bên này đây là một cái lô thông đất hay còn gọi là dâu rồng đấy ạ. Thông đất này em đang để giá cả lô này là 70.000 một cái cây mà cô chú anh chị mang về trồng tiểu cành này. Và ngoài ra nó có cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, đó là có thể giúp mình hỗ trợ và điều trị bệnh teo não của tuổi già, cực kỳ là đắc lực. Và cây này thì không phải là cứ bị bệnh rồi mình mới dùng đâu cô chú anh chị ạ, mà ngay khi cả mình vẫn đang khỏe mạnh mình vẫn có thể sử dụng nó. Nó có thể giúp mình duy trì và hỗ trợ duy trì cái tăng cường cái trí nhớ rất là tốt luôn. Cả lô này có 70.000 nhé cô chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là dòng hỏa hoàng cam này cô chú anh chị này. Một cái dòng lan với sắc hoa cam lửa rực rỡ, cần hoa vươn cao và trên mỗi cần hoa thì sai nụ rất là dày bông luôn cô chú anh chị ạ. Thì một cái lô hỏa hoàng cam này, cái lô này gọi là cái lô số 3 đi ạ. Lô số 3 hỏa hoàng cam này em xin phép được bán với giá chỉ có 50.000 thôi. Đó, về cô chú anh chị ấy, có thể ghép trụ hoặc là trồng chậu đều được nhé. 50.000 cho lô số thôi em bán là 60.000 nhá, rất nhiều luôn ạ. Lô số 2 cũng 60.000 và lô số 3 cũng 60.000 này, hai ba lô hoàng hoàng cam duy nhất ạ. Và một cái phần kiếm đỏ bóc đô, một phần kiếm đỏ bóc đô nhá cô chú anh chị nhá. Những cây lan kiếm đỏ bóc đô này em đang bán cả lô này với giá 40.000. À, tiếp sang bên này đây cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em những cái chậu lan sơn thủy tiên, hàng đã thuần sẵn trong chậu rồi, phải nói là vô cùng là đẹp này. Thân nào thân đấy căng mướt mượt mượt luôn, sum xuê luôn cô chú anh chị nhá. Xanh tươi phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Có những cây bây giờ đã bắt đầu sưng những mắt nụ lớp rất là lớn rồi. Những cái giả hành căng mướt đẹp như thế này này, cô chú anh chị này. Đó, khi mà nở hoa chắc chắn là sẽ cho mình một cái giỏ lan quá là xinh đẹp từ thân lá đúng không ạ? Và một cái giỏ lan sơn thủy tiên như vậy đấy ạ. Em đang bán với giá chỉ có 170.000 cho một cái chậu sơn thủy tiên này thôi, quá là tuyệt vời luôn. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Một cái dòng lan mà với những cái thân mắt đốt sáng bóng như thế này này, không phải chỉ có đẹp hoa đâu ạ, mà còn ngay cả cái thân của nó cũng đẹp tuyệt vời xuất sắc đúng không ạ. Và cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc hôm nay thì em còn duy nhất có 3 chậu thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mình tranh tay sưu tầm cái chậu này, em gọi là cái chậu số 1 đi ạ. Cô chú anh chị cùng đếm cho em bao nhiêu thân hoa. Và cái thân của nó phải nói là đẹp mê luôn cô chú anh chị. Hiện tại đang có những thân sưng nụ này, mỗi một mắt nụ này có thể cho vài ba bông hoa nhé. Rơi vào 7-8 cái thân hoa gì đó mà thân nào thân đấy căng mướt và rất là mập. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho cái giò này nhá cô chú anh chị nhá. Xong giò này thực sự khi mà nở hoa sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời. Giò số 2 này cô chú anh chị này, giò số 2. Giò này cũng rơi vào 6-7 cái thân hoa. Đó, 6-7-8 cái thân hoa. Tuy nhiên thì đây cũng có những cái cây đã bắt đầu là nhú nụ đây cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Đó thì cái chậu này cũng rất là nhiều thân hoa, tuy nhiên thì nó sẽ ngắn hơn cái chậu bên này nhá. Những cái thân hoa của nó sẽ ngắn hơn. Giò này xin phép bán 160.000, cũng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là một giò số 3 này, em có duy nhất 3 giò thôi. Đây. Cái giò này cũng là những cái thân đã bắt đầu là nhú nụ này, những cái giả hành rất là bự và rất là căng và những cái thân hoa cũng rất là dài đẹp như vậy đấy ạ. Thì cái giò này em xin phép được bán 180.000. Đấy, em có 3 giò hoàng thảo chuỗi ngọc duy nhất thôi. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu đen đô xuân. Cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa từ ngay bây giờ cho đến Tết ạ. Chắc chắn rằng là với những cái giò đen đô xuân như thế này, này. Có những cái bông hoa nó bói đầu ngọn đang bắt đầu là nở trước này. Và một cái chậu như vậy rơi vào ít nhất là 4 thân hoa ngắn dài đấy cô chú anh chị nhá. Chi chít là nụ luôn như thế này. Cực kỳ là đẹp ạ. Đẹp, về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa ngay trong thời gian rất là ngắn. Đón chào một cái năm mới với những cái bông hoa thực sự rất là tuyệt vời. Thì những giò đen đô với hoa màu vàng như thế này à. Và một cái chậu đen đô như vậy em đang để bán giá có 110.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. 110.000 cho một cái chậu đen đô hoa màu vàng đấy ạ. Và sang bên này đây là những cái dòng đen đô hoa màu tím. Em nghĩ rằng 10 người ngắm thì 10 người yêu luôn ạ. Cái dòng hoa mà cái thậm chí cái độ tím của nó còn hơn cả kèn mà mặt bông tím rất là sáng của chú anh chị nhá. Khuôn bông hoa bầu tròn và cái hoa thơm thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ luôn. Và một cái chậu lan như vậy rơi vào 7-8 cái thân hoa của chú anh chị nhìn này. Và có những cái thân thời điểm bây giờ đã bắt đầu là nhú nụ rồi.
Có những thân đã bắt đầu là nhú chi chít là nụ luôn, có những thân đã bắt đầu là nhú chi chít là nụ luôn rồi đấy ạ. Thì một cái giò lan như vậy em xin phép chỉ bán có 170.000 thôi, một cái mặt bông tím chuẩn nhá cô chú anh chị nhá. Tím chuẩn hoa luôn với giá tiền chỉ có 170 mà rơi rất là nhiều thân hoa. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân mà cái dòng này là mặt hoa sổ số. Và ở đây thì em đang có một vài bông mà nó đang nở trước rồi và cũng không kém phần xinh đẹp đâu cô chú anh chị này này. Đó, cái bông hoa của nó gần như là mặt bông của cả tròn nhưng mà cái cánh hoa của nó sẽ bầu tròn hơn đây cô chú anh chị. Chuẩn mặt bông đen đô xuân rất là xinh đẹp như thế này. Đó, cực kỳ là bền cái dòng đen đô xuân này. Và mỗi một cái giò lan đen đô xuân bây giờ cũng đang có, hiện tại cũng có những cái thân mà nó đang bắt đầu nhú nụ rồi. Mà một chậu như thế này thì rơi vào bao nhiêu ạ? Rơi vào ít nhất là 5 6 thân hoa trở lên, rất là xum xuê luôn. Và thân nào thân đấy mập căng, ngắm thân thôi cũng cũng có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp khỏe khoắn tuyệt vời của nó rồi. Và một chậu như vậy em bán có 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. Chậu nào chậu đấy rất là sum suê, rơi ít nhất từ 5 thân hoa trở lên. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan thanh đạm sữa này. Những cái chậu thanh đạm sữa bây giờ đã bắt đầu là có rất là nhiều thân đang nhú nụ rồi. Cái dòng hoa mà khỏe khoắn tự nhiên, hàng chuẩn rừng. Những cái giò lan thanh đạm sữa đang nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu lan thanh đạm sữa như vậy với những chùm hoa màu trắng sữa rủ dài, cô chú anh chị về chỉ việc treo và chờ hoa thôi. Đã rất là sum suê luôn như thế này. Em đang bán với giá chỉ có 100.000 cho một cái giò lan thanh đạm sữa này thôi cô chú anh chị nhá. 100.000 thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan thanh đạm Indo. Những chậu lan thanh đạm Indo này hiện tại em sẽ để giá là 140.000 cho một chậu nhá. Trước đây một chậu là rơi vào hơn 200.000. Một cái giò lan mà nhiều giả hành như thế này này. Ở đây đang có vài bông nở, mặc dù nó không có được lột tả được hết cái vẻ đẹp nhưng mà vẫn cảm nhận được cái mùi hương thơm của nó của chú anh chị ạ. 140.000 cho một giò thanh đạm Indo. Hôm nay ạ, bên em đang về thêm những cái mã hồ điệp thực sự rất là xinh đẹp luôn. Với những cây hồ điệp, đây là cái dòng lan hồ điệp mãn thiên hồng cô chú anh chị nhé. Và đây là một cái dòng lan, cô chú anh chị đã chơi hồ điệp thì biết rồi. Đây là một cái dòng hồ điệp phải nói là nó có độ bền cao nhất trong tất cả những dòng hồ điệp. Cái độ bền của nó phải tầm chơi tầm 3 tháng, chơi chán thì thôi cô chú anh chị. Chơi hoa từ bây giờ cho đến Tết luôn cô chú anh chị này. Đó, và cái dòng hồ điệp mãn thiên hồng này này thì hiện tại em đang có, em chia ra làm hai loại nhé. Cô chú anh chị nhìn chơi cây của nó này rất là to. Và một chậu thì có hai cần hoa và cái vòi hoa phân nhánh nữa. Nên là chỉ cần một chậu thôi cũng đủ xinh đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Một chậu thôi cũng đủ xinh đẹp rồi. Cô chú anh chị mà ghép riêng ghép lại thành ba chậu thôi. Ba chậu ạ, thì cô chú anh chị có một cái giò lan phải nói là vô cùng là sang chảnh luôn. Trưng trong những ngày Tết đây, hiện tại là nó chỉ có vài bông nở sớm hơn thôi. Và cái hàng này thì đến Tết chắc chắn sẽ là nở rộ, nở căng đẹp nhất cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu lan hồ điệp, đây cô chú anh chị có thể cùng em xem một số mẫu mà với cái số tiền rất là nhỏ thôi ạ. Những cái chậu lan vài cành nhỏ thôi, người ta cũng có thể tạo ra một cái tác phẩm tuyệt vời. Đây, một cái chậu này, đây chỉ có một chậu duy nhất thôi. Cô chú anh chị nhìn thấy ạ, người ta trồng một cái chậu như vậy thôi cũng đã có một cái không gian rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ. Và em chắc chắn rằng một cái cây hồ điệp mãn thiên hồng như vậy nó cũng không kém cạnh gì cái này khi mà nó nở rộ hoa, hoa hết tất cả những cái bông này đâu này cô chú anh chị này. Hoa là một chậu là sẽ là hoa phân nhánh nhá cô chú anh chị nhá. Đó, đây là một số mẫu mà người ta trồng ghép đây cô chú anh chị. Đây cũng chỉ là một cây thôi. Đó, người ta lên giò hàng như thế này, người ta lên, nếu mà lên chậu cô chú anh chị mua chậu như thế này cũng vài trăm nghìn đúng không ạ. Còn ở đây ạ, hiện tại em đang để giá một cái chậu hồ điệp mãn thiên hồng nhá. Chậu có hai cần hoa đẹp như thế này, cô chú anh chị có cái khả năng thẩm mỹ cao, mình lấy một chậu hoặc là hai chậu hoặc là ba chậu cũng có đủ, có một cái giò lan quá xinh đẹp rồi với số tiền chỉ có 110.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. 110.000 cho một cái chậu hồ điệp mãn thiên hồng với hai cần hoa. Và chậu có một cần hoa thì em xin phép được bán với giá là 100.000. Có những cái chậu, có một số chậu có một cần hoa thì chậu có một cần hoa em sẽ bán 100.000. Và bên này đây ạ, cũng là một cái mã màu mà không kém phần xinh đẹp đâu ạ. Quá là yêu luôn cô chú anh chị nhìn này. Đó, một cái mặt bông hồ điệp cánh hoa hồng với lưỡi đỏ. Rất là đẹp luôn. Cái chậu này cô chú anh chị mà lấy hẳn 3 chậu đi ghép lại là một giò phải nói đẹp mê luôn. Và hàng này thì em chỉ bán có 90.000 cho một chậu thôi. Và chậu là hai cần hoa cô chú anh chị nhá. Còn bên này đây là cho anh chị nào mà yêu thích cái dòng hoa màu trắng đây ạ. Một cái chậu hồ điệp hoa màu trắng như thế này cũng rơi vào là hai vòi bông nhá chú anh chị nhá. Rơi vào hai vòi bông. Cái độ bền của hoa này là nó chơi tầm hơn 2 tháng nên cô chú anh chị mình yên tâm luôn. Vào những cái ngày cận kề Tết như thế này rồi, cô chú anh chị lấy những cái giò hoa và những cái cây hoa hồ điệp trắng như thế này em đang để giá là 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. Hồ điệp trắng lưỡi vàng
Đó, thuần khiết đẹp như thế này với giá tiền chỉ có 80.000 thôi. À, và không biết là cô chú anh chị mình quan niệm chơi Tết như thế nào, nhưng mà riêng bản thân em nghĩ rằng là cũng với chắc chắn với nhiều người vào những ngày mà cận kề Tết như thế này, mình có những cái giò lan trưng trước trong những ngày Tết và chuẩn bị sắm dần thì sẽ tạo một cái không khí Tết thực sự là một cái không khí, một cái tâm trạng để mà đón Tết với một cái tâm trạng thực sự rất là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Vào những ngày mà sau Tết rồi thì lúc đấy mình đã cảm thấy là nó cái cảm hứng của mình để chờ đón Tết lúc đấy nó đã đi xuống rồi. Còn trong những ngày mà đang chuẩn bị Tết như thế này thì em nghĩ rằng là ai cũng đang rất là háo hức để mà chờ đón một cái năm mới. Và những cái bông hoa đẹp như vậy thì nó sẽ góp phần thêm tô điểm thêm cái cảm giác muốn chờ đợi cho một cái mùa năm mùa mùa Tết mới đến và một năm mới đến, đúng không ạ? Và với những cây hoa như thế này mình chơi hết Tết luôn chưa tàn cô chú anh chị nhá. Thực sự là một điều rất là tuyệt vời luôn. Với số tiền chỉ có 100.000, hơn 100.000 một chút xíu thôi. Vài chục nghìn thôi cô chú anh chị, mình có giò lan đẹp rồi ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài vệ nữ nhá cô chú anh chị nhá. Những cái cây lan hài vệ nữ. Những cái chậu này thì em nghĩ rằng là vừa đến mùa hoa chắc chắn sẽ sum suê vô cùng luôn ạ. Cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, một chậu thì quá nhiều thân và quá xanh. Với những cái giò như thế này chắc chắn đến mùa hoa sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời. Giá tiền chỉ có 100.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan giả Hawaii. Những cái chậu lan giả Hawaii. Những cái thân giả Hawaii căng mướt luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể cùng em xem có những cái thân thời điểm bây giờ đang bắt đầu nhú nụ rồi. Một cái thân dài như vậy mà những cái mắt nụ của nó bắt đầu nhú từ bên dưới lên dài tít tắp luôn cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Và cô chú anh chị nào chơi lan lâu rồi thì biết là trước đây người cái thân Hawaii người ta bán theo thân cơ. Đây này. Đó, cây đã bắt đầu là nứt nụ dần rồi. Nói chung là cái hàng này có thể cô chú anh chị mình không được chơi hoa Tết, nhưng mà vào những ngày đón chào năm năm mới, bước sang một năm mới với những cái tâm thế rất là tuyệt vời để bước sang một năm mới thì những cái bông hoa đẹp vào cái đầu năm cũng là một cái điều thực sự rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ở đây thì em đang có những chậu giả hoa oai siêu rẻ luôn cô chú anh chị mình sưu tầm. Chậu này gọi là chậu 34 này. Chậu giả hoa oai 34. Cái dòng hoa cực kỳ thơm với giá chỉ có 130.000 thôi ạ. Chậu số 35 với số tiền cũng chỉ 130.000 nhá. Chậu 36 này. 100.000 luôn cô chú anh chị ạ. 100.000 luôn. Đó, và chậu số 37 này, sum suê vô cùng luôn ạ. Thân là thân đấy căng mướt cực đẹp luôn nhá. Cái giò này mà sau này mà nở hoa thì phải nói thơm khắp phố luôn. 140.000 cho chậu này. Là chậu số 37, chậu số 38 này. 130.000 ạ. 130.000 cho chậu này nhá. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 39. Chậu 39 130.000. À, chậu 39 là 120.000 thôi. Và chậu số 40. Cái chậu số 40 là 130.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm rồng đỏ này cô chú anh chị này. Những cái chậu trầm rồng đỏ phải nói là siêu rẻ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Có những cái thân hiện tại đã bắt đầu là đang nhú nụ rồi. Một cái mắt nụ của trầm rồng đỏ nó có thể cho vài ba bông hoa cô chú anh chị ạ. Và một chậu thì như vậy này, rơi vào ít nhất khoảng tầm 4 năm thân hoa trở lên và đồng giá chỉ 100.000 thôi. Cô chú anh chị mình có thể lựa ngay. 100.000 cho một cái giò lan căng mướt và đẹp như thế này. Chỉ có một hai bát phở thôi cô chú anh chị được một cái giò lan quá là tuyệt vời như vậy rồi đây cô chú anh chị này. Đó, tất cả những cái thân căng đẹp như thế này chắc chắn rằng không làm cô chú anh chị mình thất vọng với giá tiền 100.000 cho một chậu đó nhá cô chú anh chị nhá. Chắc là cô chú anh chị mình chơi lan ai có lẽ anh chị chơi lan lâu ấy chắc là đã từng mua một cái chậu trầm rồng đỏ với vài giá vài 300.000 rồi đúng không ạ? Cho một thân rồi đấy ạ. Hình này gọi là hình 29 này. Tổng 5 thân, có thân đang nhú nụ rất là đẹp 100.000. Chậu số 30 cũng với giá tiền 100.000 luôn, cô chú anh chị cùng em ngắm. À, cây này bắt đầu là nứt nụ này cô chú anh chị này. Rơi vào rất là nhiều thân và chậu số 31 cũng 100.000 thôi. Và chậu số 32. Chậu này 3 thân em để giá 90.000 luôn. 3 thân nhé cô chú anh chị nhé. Mà thân rất là to mập luôn. Và chậu số 33 này. Chậu này cũng là 3 thân. Em để giá luôn 90.000 cho cô chú anh chị. Quá đẹp ạ. 3 thân quá mập đẹp 90.000 nhé. Và bên này đây ạ. Là dòng địa lan Sato cô chú anh chị ạ. Cái dòng địa lan Sato ấy thì hôm nay em còn duy nhất một cái chậu này thôi. Đây là cái chậu màu vàng mít nhé cô chú anh chị nhé. Mai thì em về thêm rất là nhiều hàng Sato. Và cần hoa rất là cao dài và đẹp. Cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái mặt bông của dòng địa lan Sato này. Đây là cái mặt bông vàng mít. Cô chú anh chị ạ, cái mặt bông rất là sáng và được coi là một trong những mặt bông Sato rất là đẹp. Và nụ thì đẹp thôi rồi đây cô chú anh chị.
Chưa có một cái năm nào mà em thấy nụ sa tô nó đạt đến như vậy. Nụ to đùng luôn nhé, cô chú anh chị nhá. Nụ to đùng rất là đẹp vào cái chậu này. Riêng chậu này có bao nhiêu vòi hoa đây? Chậu sa tô này có 2 này, 4, 6 vòi hoa. Em để giá là 340.000 cho chậu sa tô duy nhất này. Vàng vàng mít duy nhất này nhá, cô chú anh chị nhá. Mai em có thêm về hàng vàng chanh. Và cái hàng hàng vàng chanh và cái hàng cái vòi hoa, cái vòi bông của nó sẽ cao hơn, là cái hàng A đấy ạ, hàng VIP đấy ạ, và cái hàng màu vàng mít nhá, cô chú anh chị nhá, cũng là hàng A thì nó sẽ là hàng đẹp hơn cái hàng này, vòi hoa của nó sẽ cao hơn. Và những cái hàng như vậy thì em sẽ để giá là vàng 6 7 5 6 7 cái cần hoa trở lên thì em để giá là 380.000 cho một chậu. Đấy, 380.000 cho một chậu vàng mít. Vàng mít nhá, và 400.000 cho một chậu vàng chanh. Từ rơi từ 5 6 7 thân hoa trở lên. Đấy thì cái hàng đấy thì bình thường cô chú anh chị mua ở bên ngoài thị trường chắc chắn không dưới 500.000 đâu. Còn bên này đây sẽ là những chậu địa lan Mạc Xuân này. Chậu Mạc Xuân ở đây. Còn cái chậu này hiện tại em đang để giá 340 nhá. Mạc Xuân một cái dòng lan với những cái bông hoa trang nhã rất là xinh đẹp, một cái vẻ đẹp thuần khiết và cái hương thơm quyến rũ ạ. Hiện tại cây đang nụ nhá. Em bán chậu này 100.000, gọi là chậu số 1, chậu số 2 cũng 100.000, cũng đang có nụ, và chậu số 3 cũng 100.000 ạ. Sang bên này đây thì em còn có duy nhất hai cái chậu hoàng nhạn thôi cô chú anh chị này. Cho cô chú anh chị nào đang yêu mến và muốn sưu tầm những cây nhạn rừng vô cùng tuyệt vời như vậy đấy ạ. Cái chậu này em gọi là cái chậu số 4 với giá tiền là 100.000 thôi, à 110.000 thôi cô chú anh chị nhá. Cái chậu số 4 đấy ạ. Và chậu số 5 cũng với giá 110.000 thôi, cây rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không khác gì nhạn 4N mà quá là rẻ đấy. Có hai chậu duy nhất thôi cô chú anh chị, mình nhanh tay sưu tầm đi ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây lan. Đây là những cây long tu đá hoa tím này. Cái dòng long tu đá hoa tím. Đây ạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em xem cái vẻ đẹp của dòng long tu đá hoa tím nhá. Một chậu vài thân thôi cũng đủ đẹp mê như thế này rồi. Đó, bông hoa to và cái hoa cánh phớt hồng và cái họng vàng rất là tuyệt vời luôn, phớt tím hồng ạ. Rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Cái đó là cái dòng mặt hoa của dòng long tu đá hoa tím. Và hiện tại cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em ạ. Những cái thân long tu đá hoa tím đã bắt đầu là bật nụ rồi đây cô chú anh chị. Với tầm nụ như thế này thì cô chú anh chị mình yên tâm luôn là chơi hoa trọn vẹn. Một cái chậu như thế này rất là nhiều thân hoa luôn đấy ạ. Và cái giò này em gọi là giò số 5. Với số tiền là 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. 110.000 về cô chú anh chị chơi hoa luôn. Và có một cái cây giống rất là tuyệt vời trong vườn luôn ạ. Chậu tiếp theo là chậu số 6 này. Với giá em cũng bán là 110.000 luôn này cô chú anh chị. 110.000 và chậu số 7 này. Với giá tiền cũng 110.000 luôn. Long tu đá hoa tím nhé. Chậu số 8 này cũng với giá 110.000, nói chung là bây giờ cây đang bắt đầu bật nụ. Và chậu số 9 này 110.000 và chậu số 10 là một cái giò hoàng thảo vôi, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái dàn vôi đây ạ. Đây nhìn cái mắt nụ này, đẹp mê chưa? Căng và rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ chưa ra hoa nhìn cây như này thôi, đến khi ra hoa nhìn cũng ra gì lắm luôn đấy ạ. Cái chậu hoàng thảo vôi số 10 110.000 nhá. Và chậu số 11 này, thân mập nú luôn. Đây là dòng vôi bắc nhá, cực kỳ là thơm luôn và đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Và cái chậu này em dòng này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho chậu vôi này. Giò vôi này và bên này là long tu đá hoa tím này. Chậu long tu đá hoa tím này, thân nào thân đấy căng mướt luôn. 100.000 cho giò long tu đá hoa tím số 12 và long tu đá hoa tím 13 90.000, 14 cũng 90.000 luôn và 15 với giá cũng 90.000. Nói chung là giò nhỏ thì có cái vẻ đẹp xinh đẹp riêng của giò nhỏ. Giò số 16 với giá tiền cũng 100.000 và giò số 17 với giá 60.000 luôn này cô chú anh chị này. 60.000 luôn ạ, cũng khá là nhiều thân hoa đấy cô chú anh chị. Mà dòng long tu xuân này nó sai bông lắm. Và giò số 18 cũng với giá 60.000 luôn. Sang bên này đây sẽ là những chậu đai châu Thái mà mỗi bên lá của nó phải dài 80 cm. À, đâu có 80 cm đâu, dài 30 cm chứ em nói nhầm. Rất là to luôn rồi đấy ạ. Ở đây là mặt bông của dòng long tu đá hoa tím này. À mà mặt bông của dòng đai châu này, cô chú anh chị này. Đây, mặt bông châu Thái thì nó đủ màu sắc đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái giò lan như vậy hôm nay em bán xả sập sàn luôn cho cô chú anh chị mình. Hình số 9, một cái chậu này bị cắt một bên lá, một lá bị cắt một chút xíu. À, cái giò này em xin phép được bán với giá chỉ có 110.000 thôi nhá. Hình tiếp theo, hình số 20 với giá tiền 100.000 luôn. Hình 21 cũng 100.000 luôn ạ. 22 cũng với giá là 100.000 luôn này cô chú anh chị này, vừa bán vừa tặng luôn. Hình số 23 cũng với giá là 120.000 và 24 120.000. Một cái chậu dáng hương đuôi cáo duy nhất ạ. Cái lá dày cộp luôn.
và rất là to luôn. Cái giò giáng hương đuôi cáo duy nhất này em xin phép được bán với giá 170.000 nhá cô chú anh chị nhá. 170.000 là cây mẹ con nữa đấy ạ. Bên này đây ạ, là những giò lan năm cánh trắng Phú Thọ đây cô chú anh chị. Những chậu lan năm cánh trắng Phú Thọ thân nào thân đấy căng mướt này cô chú anh chị. Có những cây em đã kích hoa và có những cây em chưa kích hoa. Một chậu dài từ 5 6 à 7 80 6 7 80 cm trở lên với giá tiền là chỉ có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Trước đây bỏ ra tiền triệu cho một sen. Thời điểm bây giờ cô chú anh chị có một cái giò lan rất là đẹp để chơi hoa dài 6 70 80 sen mà chỉ có giá là 80.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Hàng chuẩn mặt bông là năm cánh trắng Phú Thọ, một cái dòng lan huyền thoại, là dòng lan cơ sở của dòng lan va, mặt bông vô cùng là đẹp. Nụ hoa sai tự nhiên cô chú anh chị nhá. Và cây rất là khỏe cô chú anh chị. Một cái dòng lan phải nói là mặc dù cái dòng lan va nó hiện tại nó đang trượt giá, nhưng mà cái vẻ đẹp của dòng lan Phú Thọ thì mình không thể nào phủ nhận được. Cô chú anh chị mình hãy lấy giúp em 3 chậu đi ạ. Tức là rơi hơn 200.000 thôi. Là cô chú anh chị mình có một cái giò lan tác phẩm tuyệt vời luôn khi mà nó nở hoa cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây là một số những món đặc sản của vùng biển Cao Bằng. Một số món đặc sản của vùng biển Cao Bằng của cận kề Tết rồi thì em đang có những món đặc sản để giao lưu cùng cô chú anh chị đấy ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái món măng mầm. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái măng mầm này. Đấy, vàng, phơi khô tự nhiên, không chất bảo quản cô chú anh chị nhé, không hóa chất và khô rang luôn. Cực kỳ là khô luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái túi măng mầm như thế này thì được siêu nhiều luôn nhé. 1 kg với giá tiền 200.000 cô chú anh chị nhìn qua măng, cô chú anh chị biết cái chất măng của nó sạch và ngon như cỡ nào rồi. Và sang bên này đây sẽ là cái nấm hương rừng này. Nấm hương cô chú anh chị nhé, nhìn những cái chân nấm ạ. Rất là đẹp luôn. Một cái túi nấm hương như vậy đóng gói là 1 kg với giá tiền là 270.000. Đây là 280.000, đây là nấm hương của vùng Bảo Lạc Cao Bằng. Và bên này đây sẽ là cái gì đây nhỉ? Là miến rong này. Miến rong, đây là miến rong hoàn toàn từ cái củ rong giềng nguyên chất ạ. Và là cái miến rong mà được tráng và thái tay tự nhiên nhé cô chú anh chị nhé. Một túi miến rong như vậy được rất nhiều luôn. Một túi như vậy em đang để giá là 90.000 cho một túi 1 kg, được cực kỳ là nhiều. Cô chú anh chị mà ăn cái miến rong này một lần rồi chắc chắn rằng là sẽ muốn thưởng thức lần thứ hai cô chú anh chị ạ. Còn bên này sẽ là lạp sườn. Cái lạp sườn này là tự tay gia đình nhà em làm nhé. Chọn từ cái nguyên liệu là lợn làng sạch và ngon nhất này, hun bằng bã của cây mía vàng ươm, không chất bảo quản. Nói chung là ở quê em thì gần như là năm nào gia đình ai đến Tết là cũng có những cái món lạp sườn như vậy trong nhà. Đấy, vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe. Em để giá một túi như vậy là nửa kg. Giá tiền là 130.000. Còn cô chú anh chị lấy 1 kg với số tiền sẽ là 250 cho 1 kg, nó sẽ là 2 túi nhé cô chú anh chị nhé. Ngoài ra thì em còn có một cái món chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Chè ô long thì hiện tại là em đang đâu rồi? Chè ô long đang cất ở trong trong nhà rồi, chưa mang ra. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng mà trồng ở vùng núi Phe Đén đấy ạ, với độ cao trên 1.000 m² so với mực nước biển nhá. Và quanh năm sương mù bao phủ, cái thời tiết nó rất là lạnh, tạo nên cái vị thơm ngon đặc biệt rất là riêng tuyệt vời của cái món có hương vị của chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng đấy ạ. Và một túi là em đóng gói nửa kg thì em đang bán với giá là 170 cho một túi nửa kg. Cô chú anh chị nào chưa thưởng thức thì cứ thử một lần đi ạ, rồi để cảm nhận cái mùi hương vị rất là tuyệt vời của chè ô long. Bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này, bảng dớn các chú anh chị nhá. Thì bảng dớn em có 3 cái kích cỡ ạ. Đây là cái kích cỡ là dài 20 40 nhá, 20 40. Thì cái kích cỡ này em đang để giá là 20 40 này, em đang để giá là 22.000 cho một bảng. Còn cái loại kích cỡ là 20 30 với giá tiền là 18.000. Và một cái loại nữa đó là 13 30 em để giá là 15.000. Và ngoài ra thì em có thêm những cái chế phẩm này, những cái vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg này, rêu rừng 50.000. Và các chế phẩm đây, duy xanh 50.000 và hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Atonic 12.000 cho một gói và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Kin Kin Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, Chicho Đề Ma phân bón vi sinh tháng nấm 15.000 một túi. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ tháng nắm trong 1 trên 2 tháng. Sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1 kg ạ. Và bên này thì em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ nhé, dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt đấy ạ.
Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có đấy ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. À đây rồi, em còn có thêm một cái lô hoàng thảo thập hoa 50.000, một cái chậu địa lan cọp đỏ với một cái vòi bông rất là xinh, cái dòng hoa cọp đỏ này này. Một người năm ngoái em cũng có cái giò cọp đỏ như vậy để chơi trong nhà. Thì nói chung là ai đến cũng rất là ưng cái mặt bông của địa lan cọp đỏ này. Cái sắc hoa đỏ và hồng đỏ pha chút hồng rất là đẹp. Một cái chậu địa lan cọp đỏ duy nhất có một cần hoa này em xin phép để giá là 130.000 nhá, chú anh chị nhá. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và em xin phép được dừng clip vào đây ạ.